giờ phát sóng của chúng tôi nha. 19 giờ thứ tư hàng tuần trên HTV7, chương trình do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Và hôm nay chào đón ba người chơi rất là dễ thương. Xin mời nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, diễn viên Hà Ái Phương Lan, Cá Như. Thôi, sau khi em thấy hai gương mặt đẹp, hai cái bộ áo rực rỡ vậy, em mở rồi sói ca lên để hai con bé nó bu vô sói như thế nào. Không có bu đâu chị, hồi nãy trong kia xếp hàng đuổi ra trước luôn. Hôm nay chưa chắc là bí kíp nào tặng cho bí kíp nào. Đây là những nhân vật có rất là nhiều bí kíp vàng. Về chỗ của mình để chuẩn bị lấy bí kíp cho chúng tôi. Dạ. Yeah. Các bạn ơi, chờ chúng tôi trong vòng ít phút nha. Tôi sẽ quay trở lại với vòng 1 của bí kíp vàng. Những người mà tôi tin là các bạn đem sập tiền của bạn tôi chúc luôn. Tại vì các bạn có rất là nhiều kinh nghiệm. Và câu hỏi số 1 của chúng tôi: khi ăn bông cải xanh, ta nên bỏ lá đúng sai? Con mình ông Thuận là ông không liên quan tới hai bạn gái. Dạ. Lý do tại sao bạn chọn là sai? Dạ, nói thiệt là em ẩm thực em hơi dốt. Em ở nhà em ăn canh niệm nhớ má nấu làm thấy có lá hả chồng? Má là số 1. Dạ, đúng không? Giờ cứ thành ra là bây giờ dạ, lỡ sai hay đúng mình cũng làm cho má vui. Dạ. Mình thấy cái canh có lá mình để có lá vô. Dạ, tại đúng vì không? Giờ chị biết sao? Em chọn đúng á, khán giả đâu có chửi em. Nhưng mà em lỡ mà em chọn sai về má em chửi em chết. Nhưng lý do tại sao em lại chọn phương án là đúng? Em chưa bao giờ mà tự làm cái này hết. Nhưng mà em đi mấy chỗ em hay ăn thì em không thấy cái lá. Dạ. Chắc là do cái cách nấu của người ta. Cách nấu của người ta. Dạ. Phương Lan, em đồng nhất với lại Như không? Dạ, em cũng đồng nhất với chị Như. Tại thường ở nhà em ăn thì em cũng bỏ lá ra ngoài. Coi các bạn trùng khớp lấy điểm hay không. Đáp án là sai. Hãy cho má vô địch. Đúng rồi. Nguyễn Hồng Thuận trùng khớp, em đem về 1000 điểm. Hay quá. Chia cho má nhiêu? Cho má hết luôn. Cho má 1 triệu đồng luôn. Và tại sao mình không có nên bỏ lá? Hàm lượng 3T-carotene có trong lá bông cải xanh cao gấp nhiều lần so với các bộ phận khác. Theo nhiều nghiên cứu, nếu bạn ăn bông cải xanh kèm theo lá sẽ giúp cho ngăn ngừa ung thư và đặc biệt là ung thư ngực ở phụ nữ thời kỳ tiền mãn kinh và phòng chống căn bệnh thoái hóa điểm vàng ở người cao tuổi. Câu số 2 này là cũng nói về sức khỏe thôi. Câu hỏi của chị là: sử dụng men vi sinh, men tiêu hóa sau bữa ăn tốt hơn là trước bữa ăn, đúng hay sai? Cả ba cùng trả lời như nhau. Vậy thì cho các bạn coi đáp án trước để các bạn có năng lượng nha. Mời đáp án của chương trình. Sai. Mỗi người 1000 điểm đem về, tôi đứng mỗi người 1 triệu đồng. Sao mừng dữ vậy? Không. Em tại vì em có 2000 điểm em phải mừng rồi. Dạ. 2 triệu đồng đem về cho mẹ rồi. Về mẹ hết chửi em rồi. Hết chửi rồi. Bây giờ mỗi bạn, hai bạn nữ bây giờ mới đem có 1000 mà Hồng Thuận vẫn là 2000 điểm. Dạ. Nhưng bây giờ sẽ xuất hiện hai bạn rất là dễ thương hỗ trợ cho mình. Cái chị Hương đọc hoài cũng sẽ buồn. Dạ. Và mình sẽ xem tình huống hai bạn diễn cái gì, mình sẽ trả lời cho tình huống đó. Và bạn đầu tiên có cái tên đồng thuận với em luôn. Bạn là em, tên bạn Thuận, em. Hùng Thuận và Gia Linh. Trời ơi, cái vỏ mua trên mạng vừa ý dễ sợ luôn á. Trời ơi là trời. Linh nói là lên, lên. Thiếp tắm cho Hoàng Thượng xong rồi nè. Trời bây giờ để thiếp lao cho Hoàng Thượng. Rồi thiếp tắm rồi cho Hoàng Thượng nha. Mệt ghê á, trong nhà có con mèo mà bà làm như cái nhà này là ta cung tam kế gì đó. Bà đặt tên con mèo là Hoàng Thượng. Ra đây. Ơi. Ra đây đi. Nói không sờm vậy. Ra đây tôi hỏi tội Hoàng Thượng nè. Tại sao cái vỏ hộp lắp đánh của tôi mới mua bây giờ rớt hộp hết trơn rồi nè. Từ hồi bà đem cái con mèo này về là tôi với bà có chuyện hoài. Mày nha mày, tại sao vậy mày? Tán mày, tôi quýnh ông nghe chưa. Đã không được chỉ vô mặt Hoàng Thượng của tôi nghe chưa. Bà biết tôi cũng thương yêu nó, tôi cũng ẩm, tôi nâng niu nó mà. Nhưng mà mình phải có cách dạy nó bà ơi. Dạy cái gì? Hoàng Thượng của tôi mới làm gì phải dạy chân trời. Thôi bây giờ tôi tính gì nè. Bà thương nó, bà không biết chăm sóc nó. Bây giờ sẵn có cái đồ cắt móng tay nè. Bà cắt móng cho nó đi. Ông điên hả? Làm gì điên? Có ai đi cắt móng mèo không? Đối với bà này á,
người ta cắt móng mèo là người ta đừng có cắt sâu bên trong, mình cắt phía bên ngoài thôi nè. Mình cắt nó nhí nhí lên đầu nè, rồi lấy cái dũa dũa cho nó đó, rồi xong để cái móng nó tròn, nó cào không có rách mặt của mình, nó cào không rách đồ đạc, bà hiểu không? Bây giờ nó tóm lại là ông muốn cắt móng mèo đúng không? Đúng rồi, trên đây có con mèo mấy chục ký kìa, nó xuống đây cắt đi. Mèo của tôi là không được đụng tới. Vậy là bà nhất quyết không cắt đúng không? Không, bây giờ ông hỏi thử hỏi mọi người ở đây coi, móng mèo mà có ai đem cắt không? Cắt móng mèo là đúng hay sai gì quý vị? Đó là câu hỏi của chúng tôi. Câu trả lời. Rồi, mời diễn đáp án. Vậy bây giờ theo bà thì sao? Đương nhiên là cái hành động cắt móng mèo là sai rồi. Cái hành động phản khoa học cũng chết luôn à. Lỡ như mình cắt á, mình cắt bậy, cắt bạ, cắt không đúng, rồi mình làm cho cái thú cưng của mình nó bị đau rồi sao? Xin lỗi đây. Xin lỗi Hoàng Thượng nha. Rồi, cảm ơn Hoàng Thượng và Gia Linh. Cảm ơn Hoàng Thượng nha. Rồi, thẩm Hoàng Thượng vô luôn. Đi con. Đúng là dân nuôi mèo các bạn ơi. Cho nên là Khả Như trùng khớp. Cơ chế của con mèo á là cái móng nó rụt vô trong được, nên nó chỉ sử dụng khi nó cần thiết thôi. Còn con chó tại sao phải cào, là tại vì móng nó xè ra ngoài như mình, nên nó dễ cào cấu. Còn con mèo là nó do cái đầu của nó nữa. Chỉ lại nếu mình cắt á, mình sẽ làm tổn thương cái phần thịt của nó bên trong. Các bạn thấy chưa, chuyên gia nuôi mèo ra giải thích. Còn em? Dạ em. Má kể. Em nuôi. Má có nuôi con chó chị. Má nuôi con chó. Để em kể chị nghe. Sao? Em thấy bố mẹ em ở nhà buồn quá. Một ngày nọ em mua con chó cho bố mẹ em nuôi. Xong cái mấy ngày sau em về em thấy ba má em chăm chó còn hơn chăm em nữa. Con xù đó chị, đó là chủ nhà. Đó là chủ nhà. Em cứ về cái kia nó bệnh kia mà về chở đi chích đi. Về chở đi cắt móng đó. Từ cái cắt móng con chó em mới nhớ ra con mèo nãy. À. Em vô thú y chưa bao giờ thấy con mèo vô cắt móng hết trơn. Đúng vậy, cho nên là bây giờ em có kinh nghiệm. Dạ đó, cho nãy em mới chọn sai đó. Đem về 1.000 điểm nữa. Dạ là có thêm 1 triệu nữa. Dạ có thêm 1 triệu, tổng cộng là em được 3.000 điểm. Dữ vậy trời. Khả Như 2.000 điểm, Xuân Lan 2.000 điểm ở vòng 1 thôi. Chờ chúng tôi sẽ quay trở lại trong vòng ít phút nha. Là câu hỏi thứ nhất, người bệnh tiêu chảy nên ăn thực phẩm nào sau đây? A. Bí đỏ. B. Khoai tây. C. Giá đỗ. Như, tại sao em chọn là bí đỏ? Tại vì em nhớ giá đỗ là ăn cho nó mát. Mà khi bị tiêu chảy thì em nghĩ là những cái thực phẩm mà gây mát á, thì nó lại không nên. Thì cứ mỗi lần mà em bị đau bụng á, là em đi mua thuốc tây em uống. Chứ chưa bao giờ em xài những cái gọi là kinh nghiệm dân gian giống vậy. Cho nên là thật ra trong cái này em cũng giống bé mèo. Thì em chỉ loại trừ thôi, em chọn cái bí đỏ. Tại sao chưa bao giờ nghe mà không chọn? Tại thấy nó lạ lạ chị. Như là giữa khoai tây với bí đỏ thì em cảm giác là bí đỏ nó vẫn tốt hơn, nó nhiều dinh dưỡng hơn. Đừng nói cho chị nghe là tại vì em thấy lạ lạ em chọn nha. Dạ không có chị, em cũng có suy luận. Như nãy là giá thì nó cũng là mát. Và em cũng đang phân vân bí đỏ với khoai tây. Nhưng mà tại vì em nhớ mẹ như bí đỏ nó cũng là một cái thực phẩm nó nhuận không trường dạng vậy, cho nên là em mới giữ lại cái khoai tây. Và đáp án của chúng tôi là thì là loại cung cấp tinh bột mềm, dễ tiêu hóa, tốt cho đường ruột. Người bị tiêu chảy, bí đỏ chứa chất kích thích giúp đường ruột co bóp, làm tình trạng bệnh nặng hơn. Trong khi đó, giá đỗ chứa nhiều chất cellulo gây khó tiêu. Hai bạn chưa ghi được điểm. Cố lên! Và cái này là về một cái kỹ năng. Đây, khi chảy máu cam, nên sơ cứu bằng cách nào? A. Ngửa đầu ra làm sao? B. Dùng tay ấn giữ chặt cánh mũi. C. Nhét khăn giấy vào mũi. Và đáp án của các bạn là A, B, C. Hay dễ sợ, chọn đúng là B, C luôn. Cái nhiều mày giống ai luôn á. Ủa tại sao A lại chọn A vậy? Dạ, A chọn A là tại vì cả thanh xuân đi học có một nhỏ bạn nó bị chảy máu cam mà nó cứ ngửa lên vậy nè. Có thấy người ta ngửa lên và đó là dân gian luôn. Và B, tại sao bạn chọn B vậy? Dạ, nhớ bữa em coi ở đâu á thì nó nói là khi mình ngửa vậy thì cái máu nó bị chảy ngược vô trong. Ngược vô rất trong là hại. Thì em nhớ là bác sĩ nói là phải nhấn cái gì để giữ cho đừng có chảy máu ra nữa rồi đi tới bệnh viện thôi. Rồi A, B rồi vậy C, C sao chọn C vậy? Dạ, mình ngửa ra thì em nghĩ là nó chảy ngược trong thì mình đem cúi xuống thì nó chảy ra. Dạ. Thì phải lấy cái gì đó chặn lại mà mình bịt lại mình không thở được. Dạ. Thì mình có lấy khăn giấy mình chấm gì để mình vừa chừng mình vừa thở mình vừa. Ba bạn coi như là giải thích hợp lý và đáp án của chúng tôi là
tại sao vậy? Hành động ngửa cái đầu ra sao, bị chảy máu cam sẽ làm cho máu chảy ngược xuống cuống họng, có thể là gây sặc cho mình. Trong khi đó, khăn giấy không hoàn toàn đảm bảo là vô khuẩn. À, có thể gây ra nhiễm trùng. Cách chính xác nhất khi bị chảy máu là cúi đầu về phía trước, dùng tay ấn chặt vào phần cánh mũi đang chảy máu, dùng khăn giấy sạch thấm phần máu chảy ra chứ không nhét vô nha. Nếu máu không ngừng chảy sau 5-10 phút thì hãy đến bệnh viện ngay lập tức để xử lý kịp thời. Chị, mà em nghĩ là phải có phụ lục, tại vì cái đứa nào mũi thiệt nó mới chặt cánh mũi được, chứ nhiều đứa sửa mũi là nó phải có phụ lục nữa. Đâu, vẫn bình thường mà. Ví dụ như người ta sửa mũi có liên quan tới cánh mũi đâu. Đó, cánh mũi thôi bạn, là cắt cánh mũi lúc không lỡ chảy máu người mũi ta đâu có dỡ cái mũi lên đâu trời. Đúng không, giữ chặt quá các bé. Kể người ta phản khoa học mà ta đem về 2.000 điểm. Bạn Phương Lan với Khải Như không có điểm nào. Ở nhà Khải Như hay nấu ăn vậy bạn? Giờ xài bếp gì vậy bạn? Dạ em xài bếp hồng ngoại. Là bếp điện từ đó chị. Bếp điện từ á. Ờ, dạ. Được ha, rồi bếp điện từ. Còn Lan, Phương Lan? Dạ em cũng xài bếp điện luôn. Nhiều người xài bếp điện từ quá ha. Dạ. Lý do tại sao nó nhanh hả tụi em? Dạ đúng rồi chị. Nó tiện đó chị. Nhanh thì cũng không phải là an toàn, siêu chị. Nhanh đâu, nó an toàn. Cái là tại vì nhiều khi em ở em đi suốt rồi chị không, thì mình để nhà, ví dụ như mình xài bếp ga, để cái bình ga trong nhà mình cảm giác nó cũng ớn ớn. Nguy hiểm thì cái câu này cũng là dành cho các mẹ bếp luôn. Về nhà bếp, sai lầm thường mắc phải khi sử dụng bếp từ: A, dùng bếp từ thường xuyên; B, rút nguồn điện ngay sau khi nấu xong; C, tắt bếp vài phút trước khi hoàn thành chế biến các món hầm và xào. Mời kết quả. Có mỗi mình bé Như chọn B thôi, còn Phương Lan với lại Thuận là chọn C. Tại sao vậy Như? À, theo em biết là bếp từ là sử dụng nguồn điện mà khi vừa nấu xong là phải hạ nhiệt độ tới cuối cùng rồi để nó ổn định rồi mới rút nguồn điện ra. Thì nếu như mà tắt bếp thì cái chuyện nó bình thường, còn dùng bếp thường xuyên chuyện nó cũng bình thường. Em nghĩ là B ạ. Thuận với lại Phương Lan tại sao lại chọn C vậy Thuận? Em cũng phương pháp loại trừ chị. Cái A thì em nghĩ là ta làm bếp để mình nấu thường xuyên mà, cho nên là cái đó là chắc chắn bỏ rồi. Còn cái thứ hai thì em suy nghĩ, tại vì em cái tật em nhà là cứ em nấu xong em ăn sáng em đi liền thì em hay rút điện, tắt điện lắm. Cho nên là em cũng bỏ cái B luôn. Thì thấy cái C là nhiều khi cái thói quen của những cái người làm bếp á, là thường ví dụ như là nấu bằng bếp ga thì thường ví dụ để tiết kiệm ga thì trước khi mà người ta hầm, người ta chuẩn bị lấy cái món này thì người ta sắt tắt lửa trước vài phút. Thì em nghĩ là nếu mà áp dụng cái đó qua bên cái bếp điện này, trước khi mà mình đưa cái món ra mình tắt bếp thì nhiều khi là nó không còn cái điện để vô trong cái nóng, làm nóng cái món ăn nữa. Uh-huh. Là khi nào mình ăn mình mới tắt thôi. Thuận với đây Phương Lan là giống nhau, là đáp án C. Có mình Như là đáp án B thôi. Nhưng mà coi các bạn có trùng khớp với chương trình ở câu nào hay không. Sai lầm thường mắc phải khi sử dụng bếp từ là B, rút nguồn điện ngay sau khi vừa nấu xong. Cái gì? Là bạn sai lầm đó Thuận. Mình học được á, đúng không? Chị cũng học được luôn. À, Như giải thích hồi nãy rất là hợp lý luôn. Chị nghe thấy đúng dễ sợ. Rút nguồn điện ngay sau khi dùng sẽ làm cho quạt tản nhiệt không hoạt động nữa, làm chậm quá trình làm mát của cái bếp. Khi quá trình đun nấu bếp kết thúc, bạn nên tắt bếp sớm trước vài phút vì lượng hơi nóng còn lại đủ để làm cho thức ăn chín hoàn toàn. Tuy nhiên, bí quyết này chỉ áp dụng với các món hầm xào, không dùng cho các món chiên và có dầu. Nhớ nha. Rồi. Và tổng cộng điểm của hai vòng 1 và 2, số điểm thưởng của bạn Khả Như là 4.000 điểm. Nguyễn Hồng Thuận 5.000 điểm. Mình chơi cái sẵn luôn. Em gái Khả Ái Phương Lan 4.000 điểm. Vậy thì các bạn biết là ai sẽ là người trả lời đầu tiên trong vòng 3 ha. Chờ đợi coi bạn Nguyễn Hồng Thuận có làm được điều đó ở vòng 3 với 5 câu hỏi hay không. Chờ nha, đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại liền. Cái rương, và đương nhiên rương trong đây là phải có tiền cho người có số điểm lớn nhất của hai vòng vừa rồi đứng đây trả lời. Thuận sẽ trả lời 5 câu trả lời, nếu cái nào sai thì thôi ha. Anh Thuận em ở nhà với mẹ đợi anh. Đó, trời ơi, vợ với mẹ nhà đợi. Câu thứ nhất trả lời liền nha. Dạ. Người bị bệnh cảm cúm nên kiêng ăn gì? A, những món giàu lipid như mỡ động vật, đậu phộng; B, những món nhiều vitamin, khoáng chất, protein như rau, thịt gà; C, những món bổ sung chất kẽm như thịt bò, tôm. Dạ A. A là câu trả lời cuối cùng. Dạ.
Tại sao vậy? Mình bệnh thì mình cần bổ sung để cho mình có đề kháng. Còn cái A là ăn dầu mỡ nhiều khi nó khó tiêu. Em nghĩ vậy. Và câu A cũng là câu trả lời chính xác. Cho mở người gương luôn. Em thích gương nào nè? Em thích số 4. Ok, em chọn số 4 nè. Nè nó nghe nè, lỡ mà cái chi đâu cũng để thừa con ta không nè. Sao chị? Dạ, em lúc này là tiền bạc là phù du. Số 4 cho cái nào? Mấy đứa mà lựa giùm mà hay chật lất. Chị mời mọi cho mình. Ok, 2, 3, 2, 3. 1 triệu đồng. Có tiền là được rồi. Câu số 2. Khi ổ khóa bị reset nên dùng cách nào sau đây để khắc phục? A. Ngâm với baking soda. B. Ngâm vào xăng. C. Ngâm nước chanh. A. A. Ngâm với baking soda. Tại sao lựa chọn đó? Theo hóa học á, cái soda đó nó làm cho cái set nó bị oxy hóa hay cái gì, nói chung là nó tan ra. Dạ. Và đương nhiên câu A là câu không chính xác. Câu B. Ngâm vào xăng nha. Do độ ẩm bên trong ổ khóa khá cao nên các bụi bẩn lâu ngày bám vào dễ gây tắc ổ và rỉ sét. Hãy ngâm toàn bộ chúng nó vào trong xăng hoặc là dầu hỏa trong vòng 24 giờ. Xăng sẽ loại bỏ rỉ sét tích lâu ngày trong cái ruột của khóa và trả lại sự linh hoạt trơn tru cho ổ khóa cửa nhà bạn. Nhớ nha, còn xăng nha. Cái này nói theo cách lãng mạn chị là em giả bộ em thua á. Giả bộ thua. Để em nhường cho người em lên sóng. Bây giờ hai bạn đang đồng điểm với nhau. Hai bạn sẽ giảm ai thắng lên đây. 2, 3. Rồi, thắng mời Lan lên. Ủa, em tưởng thắng là em được lựa chọn. Không, thắng em lên đây. Em có đi vô lại không em? Chúng ta có shipper rồi, em đứng đây làm chi? Dạ. Mời anh chị với vợ anh. Bị huê. Đó, vậy với vợ kìa, vậy với vợ kìa. Huê xệ. Không có ba về du lịch. Điều cấm kỵ nào khi đi du lịch Thái Lan mà du khách cần phải biết? A. Chỉ tay vào hình của các vị hoàng gia. B. Trả giá khi mua hàng. C. Các phương tiện giao thông lưu thông bên phải. Các phương tiện giao thông là gì? Dạ. Những điều cấm kỵ. Không, thật ra em đang hoang mang cái đáp án A. Tại vì là các nhà vua, em nhớ là có lần đi chơi. Bây giờ ai đi ngang nè, ai mặc cho chụp. Tròn la kìa, la kìa, em thích không? Dạ không. Không sao thích được. Hình như là thôi em thấy cái điều đó nó cũng không nên, em nghĩ là A đó. Ồ, chị cũng nghĩ vậy đó mà không biết đúng không. A là đáp án chính xác của chương trình. Trả lời xuất sắc. Được mở cái rương. Em cho số 3 đi. Số 3. Dạ. Và số tiền thưởng là wow. Và số tiền thưởng là luôn. Rồi. Dạ. Đây là câu hỏi có dính dáng đến trẻ em để làm kinh nghiệm, làm bí kíp cho mình. Dạ. Ha, trẻ em, làm cách nào để giúp trẻ nhỏ dưới 3 tuổi tránh bị ù tai khi đi máy bay? A. Cho trẻ ngậm ti giả. B. Đeo tai nghe cho trẻ. C. Để trẻ ngồi ở hàng ghế đầu. A, B, C. Con chị đẻ ra 2 tháng là đã đi viện với chị gì đó cho nên là hả nó bay máy bay nhiều quá bị đau tai. Dạ, ti giả. Ti giả. A, cho trẻ ngậm ti giả là câu trả lời chính xác. Yeah. Em lại xuất sắc trả lời đúng. Em có quyền mở một cái rương. Dạ. Em mở rương số 7 đi. Rồi dạ, tới mở số 7. Lan mở lên rương cái gì? Dạ, 3 triệu. Trời ơi. Rồi. Để cho bạn trả lời hết nghe, em không cần lên nữa. Trời ơi, cái câu này là dính đến nhà bếp. Sau khi rửa chén bát ta nên... Ủa sao dễ vậy? A. Cho vào tủ đóng kín. B. Dùng khăn lau khô. C. Úp chén bát cho khô tự nhiên. Dạ. B. B. Dùng khăn lau khô. Và đáp án chính xác của chúng tôi là C. Úp chén để cho nó khô tự nhiên. Ủa nó nghe nè, câu này cố tình phải không? Cố tình nó dừng lại đúng không? Đi, câu dễ vậy. Không, không bị biện đi. Đừng hạn chế. Không, rồi thôi kể đi cho nó sai đi. Hạn chế sử dụng khăn lau khô, chén dĩa, bởi nếu khăn của bạn còn ẩm, để bên ngoài lâu ngày sẽ bám chất bụi bẩn và cũng như vi khuẩn và nấm, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình bạn. Tốt nhất bạn nên úp chén dĩa và để chén dĩa khô tự nhiên rồi sử dụng. Ở câu này thì em không trả lời chính xác, cho nên em về chỗ để chị Như lên. Dạ, thật là đáng tiếc. Dạ, thật là đáng tiếc. Trời ơi, em giả dối gì mà em làm được luôn á hả? Chị coi, chị coi tại sao lên 3 triệu nè chị, 5 triệu, 1 triệu, chia đôi đâu đây nè. Nhưng mà nó cũng có cái nhân đôi để dành cho em. À, nhân đôi đó, chị. Đó, có nghĩa là cơ hội 5 năm đang chờ em. Mèo ơi, tại sáng. Tại sáng, em sẽ cố gắng tại sáng. Giờ hỏi câu hỏi khác chứ hả? Cái câu số 5 này bạn trả lời được rồi.
rồi. Ê, ủa vậy là anh đưa lên đây không có câu gì hết trơn hả? Chị phải có câu hỏi hỏi em thôi, em chết đi cho chị vừa lòng. Câu hỏi cho nó câu nó vừa lòng đi. Trời ơi. Đây nè, câu hỏi nè. Như. Dạ. Bao giờ em có bồ? Bao giờ em có bồ? Em mở luôn xuống ra. Mở đi Như. Em mở. Chắc còn lâu lắm mới có bồ chị ơi. Đi đâu em có bồ chị hai luôn. Đó, bây giờ mời ba bạn lên đây. Phương Lan đem về số tiền thưởng là 12 triệu đồng. Như đem về số tiền thưởng là 4 triệu đồng chia 2. Nguyễn Hồng Tuận đem về số tiền thưởng là 6 triệu đồng. Và tới đây để cua Khả Như, cho nên là cộng dồn số tiền thưởng của Khả Như bây giờ lên là 10 triệu đồng. Bí kíp vàng chẳng những nha có bồ nè, có người yêu nè, đem được bà bồ về để giới thiệu cho mẹ. Nhiều bí kíp vàng chúng tôi đang chờ đón quý vị vào lúc 19 giờ thứ tư hàng tuần trên HTV7, chương trình của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Xin chào và hẹn lại quý vị vào tuần sau với bí kíp vàng.